chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãng Ông sẽ thực hiện kế chỉ, điều trị cho bệnh nhân Hoàng Trung Kiên mắc hội chứng cổ vai gáy, hội chứng thắt lưng hông. Hội chứng cổ vai cắn tay, với tên gọi khác là bệnh lý dễ tụy cổ, là chứng bệnh thường thấy ở vùng cổ, vai gáy và cắn tay. Các triệu chứng lâm sàng của hội chứng này liên quan đến các bệnh lý đốt sống cổ, kèm theo rối loạn chức năng ở tụy cổ hoặc dễ dây thần kinh. Tình trạng này không liên quan tới các bệnh lý viêm với những nguyên nhân hình thành như thoái hóa khớp liên mõm, liên đốt, làm hẹp lỗ tiếp hợp hoặc thoái hóa cột sống cổ, chiếm tỷ lệ 70-80%. Chúng gây chèn ép dễ hoặc dây thần kinh cột sống cổ ở lỗ tiếp hợp, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, chiếm tỷ lệ 20-25%, khiến khối nhân nhảy thoát vị, chèn vào dây chằn dọc hay dễ thần kinh. Nguyên nhân khác: chấn thương, nhiễm trùng, loãng xương, bệnh lý cột sống, khối u, ngồi sai tư thế trong một thời gian dài, mang vác nặng. Hội chứng cổ vai cắn tay thường có nhiều biểu hiện khác nhau dựa vào nguyên nhân, vị trí và mức độ tổn thương của bệnh. Cụ thể, 1. Hội chứng cột sống cổ, cơn đau âm ỉ từ từ ở vùng cổ gáy, xuất hiện đột ngột sau khi ngủ dậy hoặc các động tác vận động cổ mạnh. Người bệnh gặp khó khăn trong việc vận động cột sống cổ, thậm chí có dấu hiệu vẹo cổ, đau điểm cột sống cổ khi ấn vào gai sau hoặc cạnh cột sống thắt lưng. 2. Hội chứng dễ thần kinh, cơn đau xuất hiện ở vùng gáy, rồi tới vùng chẫm, xuống vai, cánh và bàn tay. Tình trạng đau tăng lên khi bạn ngửa cổ, gập hoặc xoay đầu, nghiêng đầu, rối loạn vận động, rối loạn cảm giác như lúc tê, lúc giác bỏng ở cánh tay, bàn tay, ngón tay và cơ yếu dần đi. 3. Hội chứng tụy cổ, tê bì, teo cơ, hai tay khó hoạt động và đi lại khó khăn. Trường hợp nặng hơn có thể gây liệu, ngoại vi, liệt trung ương tứ chi, rối loạn phản xạ đại tiểu tiện. 4. Triệu chứng khác, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn thị lực, rối loạn vận mạch vùng chẫm, vai, toàn thân sốt, sụt cân, vã mồ hôi vào ban đêm, rét run, hội chứng động mạch sống, giảm thị lực thoáng qua, đau vùng chẫm, ù tai, người mệt mỏi. Thưa quý vị, đây là căn bệnh thường gặp, nhưng không phải ai cũng biết điều trị đúng cách và hiệu quả. Thông thường, người bệnh hay tìm đến thuốc Tây như là biện pháp đầu tiên mà không biết rằng, việc sử dụng thuốc Tây lâu dài sẽ dẫn đến những biến chứng như suy gan, suy thận. Phương pháp kế chỉ là một trong những phương pháp hàng đầu hiện nay. Đây là phương pháp lành tính, an toàn, không để lại biến chứng. Đã và đang được các bệnh nhân hết sức tin tưởng điều trị. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp kế chỉ rất hiệu quả này. Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.